mực nang. Bà con ta biết hết mực nang rồi phải không bà con? Mực nang là nó tốt vô cùng, giá cả còn bình thường, tốt vô cùng, tốt cho sức khỏe. Ai cũng ăn thì nó tốt cho sức khỏe, nhưng mà riêng có một số người, có một số người có bệnh thế này, vui lòng không ăn mực nang để cho bệnh chúng ta mau lành, mau bớt, mau khỏi. Chứ nếu ăn mực nang này vào thì bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Đó là những người có táo bón, dị ứng, nổi mọng, ban sưởi, ngứa ngáy, người có âm hư, có nhiều nhiệt, bệnh gút, 70 tuổi ra lên, 70, 80, 90, 200 tuổi gì đấy, là vui lòng, đừng ăn mực nang. Còn ngoài ra, mực nang ta ăn được thì nó tốt, ngoài còn lại số bệnh như trên, thì mực nang nó tốt cho gan, cho thận, thượng kinh, giới của nữ, thông kinh, giới nữ, chống phóng xạ, chống độc tố vì nó có protein, canxi, phốt pho, sắt, vitamin B1, B2, BB, có nhiều BTS. Ăn cách nhật một lần ăn không quá 2 con, nếu ăn 3 ngày liền thì mỗi lần 1 con rồi phải nghỉ 3 ngày. Ăn cách nhật là tốt nhất, ăn không quá nha bà con, trong phải tốt bao nhiêu cũng được, ăn không quá 1 con mực nang bà con ơi. Kênh của chúng tôi có 4 video nói về đời sống và sức khỏe, bà con thấy được vui lòng chia sẻ để ủng hộ chúng tôi. Bà con có thấy được thì đăng ký kênh để đồng thời như vậy là kênh chúng tôi sớm đến với quý vị. 4 video chúng tôi ngày nào cũng có nói về đời sống và sức khỏe, bệnh gì nên ăn gì và kiêng cữ không nên ăn gì bà con à. Đó là như mực nang nè, táo bón, dị ứng, nổi mẩn, ban sưởi, ngứa ngáy, người có âm hư, có nhiều nhiệt, gút, tuổi 70 trở lên là vui lòng không ăn mực nang. Còn ngoài ra các bệnh trên thì mực nang còn lại là tốt, tốt vô cùng cho người ăn. Nó tốt cho gan, tốt cho thận, thông kinh, giới nữ, chống phóng xạ, chống độc tố. Wow, nó tốt vì nó có protein, canxi, phốt pho, sắt, vitamin B1, B2, BB, có nhiều BTS. Ta ăn cách nhật một lần ăn không quá 2 con, nếu ăn 3 ngày liền thì ăn 1 con rồi nghỉ 3 ngày, ăn cách nhật cũng được. Chứ không phải nó tốt là ăn bao nhiêu cũng được đâu nha bà con. Bà con ơi, đăng ký kênh và ủng hộ chúng tôi. Và video 4K nói về đời sống sức khỏe sớm đến với bà con. Bà con ơi, vui lòng chia sẻ cho mọi người cùng nhau mạnh khỏe bà con nha.